Các bạn chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn thành phố đã có một ngày cuối tuần thật ý nghĩa khi tham gia các hoạt động tình nguyện trong ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn minh đô thị. Diễn ra đồng loạt tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố, ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn minh đô thị được các cơ sở đoàn triển khai thực hiện bằng các công trình phần việc hiệu quả, góp phần tuyên truyền và vận động người dân thành phố chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tại quận 10, các chiến sĩ tình nguyện đã chia thành nhiều nhóm tiến hành thực hiện nhiều công trình góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh, hành vi ứng xử văn hóa tại khu dân cư, gắn bản tuyên truyền tiêu chí văn minh sạch đẹp an toàn và các hình ảnh trực quan tuyên truyền các hành động văn minh tại khu chung cư, tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm và đi lại hệ thống điện chiếu sáng tại các hành lang của chung cư, trao tặng 5.000 mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân lái xe ôm trên địa bàn quận. Đặc biệt tại chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10, một trong những chung cư cũ có đông người dân sinh sống, các chiến sĩ tình nguyện đã trao tặng các thùng rác xanh đặt nơi công cộng để hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, trao tặng các bình chữa cháy, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân đang sinh sống tại khu chung cư, trao tặng 400 cờ tổ quốc cho các hộ dân, vận động các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ quán cà phê, quán ăn trên địa bàn phường 15, quận 10 ký cam kết thực hiện các tiêu chí văn minh sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh quanh khu vực quán, không mở nhạc lớn sau 21 giờ, đảm bảo trật tự lòng lề đường. Đoàn thanh niên là các em là tuổi trẻ mà có ý như vậy để cũng như là hoạt động để mọi người đều biết được đoàn thanh niên đã hoạt động như vậy để trợ giúp. Một mình em không thể làm được, thì có những cái trợ giúp này thì các em làm như vậy rất là tốt. Thì hưởng ứng cái ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện chúng ta xây dựng văn minh đô thị ngày hôm nay, thì Mùa Xanh của quận 10 cũng tổ chức nhiều nội dung hoạt động cao điểm sau lễ. Như ban chỉ huy chiến dịch Mùa Xanh quận 10 cũng muốn tuyên truyền và mong muốn người dân chúng ta mỗi người một việc nhỏ cùng thực hiện giữ gìn trước cái sân nhà của mình, hay là trước cái căn hộ căn nhà của mình trước trong chung cư, để mà cùng xây dựng cái chung cư sạch đẹp an toàn, và mỗi người sẽ góp phần xây dựng một thành phố sạch đẹp văn minh. Ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn minh đô thị đã góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn văn minh đô thị. Qua đó thể hiện sức trẻ, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay cùng người dân thành phố xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình.